Chào tất cả anh em. Anh em về đường khách hàng. Tôi cho anh em xem luôn ha. Thank you.
57 anh em. Nhưng mà xin một nêu mà bảo quản. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là con Zipper Blue Saga chủ đề Harley Davidson. Rồi, em sẽ giới thiệu sơ với anh em một số mẫu Zippo mới, thì em sẽ làm clip riêng. Clip riêng để giới thiệu kỹ càng ha. Mẫu này 1935 không chặt gốc nha anh em. Đây là mẫu 1941 Black Rascal 1941 tái bản. Em sẽ làm video sau để giới thiệu tới những dòng mới này cho anh em. Video sau để giới thiệu tới anh em những dòng mới. Đón chờ xem video sau của em nha. Xin chào anh em, chúc anh em một ngày tốt lành ha.